Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ dạy các bạn cách lập trình số bước quay. Các bạn thấy không? Lập trình độ các bước quay với một góc 360 độ. Đó. Không sai, không lệch chút nào. Đó. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn video sau nha.